Wow, cả Đúng nhà thấy cái đu đủ của mình không cả nhà? Wow, cái trái nó bự ghê luôn ta. Wow, nó rụng rồi, nó rụng rồi. Hai luôn. Wow, cái trái đu đủ nó bự cả nhà. tại kia chắc hai trái kia. Cái bên nữa quá. Mới cái mai chào hết Hai cả quá hai nhà. ba trái vô trong bao nhiêu quá. Hai vậy là hai ba đầu hai lớn. Cái này Wow, nó bự bự bự. quá. Cái này Thôi ngày hái ăn tới đâu thấy cái đó này trái nè. Bây giờ nó quá trời quá đắt luôn. hai cái trái. Yeah, này quá trời trái luôn. Chưa? Trái này cũng chín rồi. Chín năm hết rồi cậu ạ. Hái luôn ông hả để? Chín cho anh rồi. Anh muốn ăn hai luôn. Hai luôn này. Đợi chín quá, không ngon Để đâu. chín quá nó không ngon đâu Nó ạ. vừa chín á, Dạ. ăn mình có lần vừa chín á, ăn Ăn nó giòn giòn. còn đợi chín quá ăn nó bè băng băng ngán. Dạ, cái này sao nó hơi ấy ạ. Bỏ trái kia xuống bây giờ lấy hai trái mới. Gồ. Cả nhà. Còn trái đó để mình mua. Wow. Trái quá trời. Hôm nay mình đi xuống vườn vườn nhà gia đình nhà mình. Ai, quá trời trái luôn cả nhà ơi. Đi qua vòng vòng cho các anh xem cái vườn vườn trái cây nhà. Wow. Ở đây mình có cái hồ cá là cả nhà thấy hồ cá của mình không? Wow, này hồ cá. Cá gì vậy ta? Cá đỏ đẹp quá hả? Nên nhà thấy ở Mỹ mà cũng có bụi chuối nữa, bụi chuối hết sảy luôn, bụi chuối nó to. Bụi chuối và bụi chữ kiển nó đẹp quá cả nhà ơi. Là cây bông giấy. Cây bông giấy nó bự. Màu nó đẹp ghê á. Ở này hôm nay mình đi xuống nhà đi xuống Florida nhà má mình. Đây nhà má mình ở đây. Xuống nhà gia đình thăm gia đình, nhà ăn lễ, nay đi ăn lễ. Đứng đây ăn lễ, hôm nay ngày lễ Thanksgiving. Cả nhà cùng theo dõi video này với nhà Kim cho vui. Nhà mình thì trồng có vườn bông. Vườn bông của nhà mình. Vườn bông làng. Wow. Cả nhà cùng theo dõi với nhà Kim cho. Đây là vườn bông làng. Có cái bông. Mùa này nó chưa ra bông cả nhà ơi. Mùa này nó chuẩn bị ra bông thôi chứ nó chưa ra bông, hết bông rồi. Wow, quá trời bông. Ba mình trồng quá trời bông lan luôn. Thích thích mai bông lan. Đây có mấy cây cũng đỏ. Đây, bông cái này gì đây, thăng long hay gì á đó. Quá trời quá đắt. Cái này cái bông gì mà nó đẹp đẹp lạ lạ ta. Cái này bông gì à? Cái chậu bông này nè. Đó cái ở Việt Nam kêu bông lan dù. Lan dù á, qua cái bông nó có cái bông Nó nè. có bông bên năm. Wow, cái bông của nó ngộ quá hả? Nè. Bông Cái bên nhà. năm Cái bông nè. đó. Cái bông này nó dày quá hả? Tối nó mới thơm. Wow. 8-9 giờ tối. Đây, cái nhà cái bông ngộ ngộ. Cái đó Việt Nam kiểu lần dùng. Lan dù. Kêu bằng lan dù nó ra bụi bụi vậy hả? Wow. Ra. Này nó ra bụi bụi. Quá nhiều loại luôn cả nhà ơi. Ngày nữa là Noel rồi mấy cái bông kia chỗ làm mới đẹp bông ngọc á bây Đó. giờ nó Giờ nó lên mới dù bắt đầu à. Chưa tới Noel á là nó chỗ là nhiều ra, nó chưa có ra bông nhiều.
Nhà mình thích chơi bông kiển, lan kiển nào quá trời luôn cả nhà. Cái này cây gì ta? Này nè. biết nó cũng thuộc về về kiển ở dưới suối muốn Wow. lên trồng. Oh. Kiển. Quá trời quá đất. Mấy cây này mai Việt Nam, Này mai mai Việt Nam bông bông lan bông mai cả nhà thấy không? Nguyên một vườn mai vườn bông luôn cả nhà. Một quay cái bông này chút. đã. Cái bông lan này bông này bông lan kêu bông bông lan gì ta? Và cái bông nó đẹp quá hả? Wow, lâu tàn lắm cơ nha. Nó tốt này. Cái chậu nó đẹp quá hả? Nó ra cái rễ của nó đẹp quá hả? Cái rễ của nó quá trời đẹp. Quá trời bông luôn cơ. Chưa mùa này nó chuẩn bị ra. Tới tháng nữa, cỡ tháng nữa là ra nhiều bông lắm. Đây là nó bắt đầu ra. Ồ, đó nó ra cái nụ đi nè. Ờ ha, Qua cái rễ của nó bự ghê cả nhà. Ngạc điểm Nhược này điểm. còn Ồ. Cây này cái gì đây? Cây xài nhãn nhãn. nhãn ở nhà chiếc là Nhà này trồng vườn nhãn luôn cả nha. cây vải Giải này vải ngon lắm mấy cái hộp nhà nguyên vườn nhãn vườn nhãn giải gì. Cái cây này cái xoài gì đây? Có cây vú bông rồi nữa. sữa, Quá vú sữa xanh ở Mỹ có cây vú sữa luôn cả nhà. trong nhà trồng mấy cây này. Cây Này này có bông mà nó đang ra bông nè. đang là bông Mà sao nó lùn mà nó có bông rồi. tay ra chiếc. Wow. Cái này cái mặt Hà núi nè, Cây này cả nhà biết không? Cây này bạc hà núi. Đây ở Việt là Nam đây chị ung thư rồi á. cái cây này người ta nói chị ung thư hay lắm nha cả nhà. Cây kêu bằng cây bạc hà núi. Chị cũng đủ thứ bệnh hết á. Chị này chị bệnh ung thư á. Hay lắm á. Mà mình không biết mình chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Nhưng mà Ở chị dưới đó đây khó kiếm lắm, khó tìm lắm. ở Mỹ là khó tìm, Yeah. nhưng mà hơn ở đây là có con suối nó mọc ở Ồ, nó mọc ở dưới suối hả? nhà. Mọc ở Wow. trong đất nhà. Wow, nó mọc dưới suối. Ồ, cái cây này cái gì quên rồi ta? Đẹp Đây quá hả? là Wow, đây nhìn nè, coi. nó con cây này nó có rụng. Nó đang ra nụ. Đây Noel nó đổ, Yeah. nhưng mà này mình ghép được cái nhánh thành bông, Hả? ghép được nhánh thành bông, Oh, cắt yeah. nhánh thành bông cái thấm vô Nó ra cái bông hả? lên. Ừ. Hay ta. Quá. Muốn mình lấy cái cắt nhánh thành bông Cái bông này đẹp đẹp cái bông kia bằng cái gì nào quên này. Này nè. sống đời. Sống đời á. Nhiều loại cái kiển cả nhà. Cái bông này cũng lan. Ừ, Lan hả? nhưng mà nó chưa có ra, chưa ra nụ. Bông lan Lan này nó kiểu khác hả? khác nhưng Bông mà lan khác hả? Wow. Quá trời luôn. này cũng cũng lan. Này là bông cũng đẹp lắm. Lan chưa ra. Là nguyên cầm hội Linh nó mua con chậu chứ chiếc làm mấy chậu. Nhà này ông ngoại thích chơi bông lắm. Rồi mình đi quay trước cho mấy cây này cho cả nhà xem nha. Mình có mấy cái mình thấy một vàng bông giấy nó đẹp vô cùng cả nhà. Nhà thấy nhà đam. Cây này cũng có nụ rồi này, cũng chiết ra trong cái gì à, thành bông. À, nhà đàm thì bao la luôn. Nhà đàm quá trời nhà đàm nó to.
ăn đâu hết. Ở đây Florida giờ này nó mát ghê, khí hậu giống mát giống, hơn Đà Lạt, giống như ở ngoài Đà Lạt vậy. Cây này giống cây mặn quá ta, phải không? Ồ, cây này cây mặn cơ nhỉ. Hết trái rồi, cây đụng đỉnh hả? Wow, có bông không? Không, nó có, cũng có bông có trái nhưng mà em nó lớn nha. Ồ, có trái có ăn được không? Không ăn được hả? Ồ, trồng kiển chơi kiển hả? Nói trồng kiển chơi. Đó, này vườn kiển của nhà mình đây. Không biết là chỗ này hai cây tham mới cắt mấy trồng rồi. Ồ. Đó, mấy cái vườn kiển nè cả nhà xem, cái vườn cây bông giấy nè. Cái cây bông giấy này nó quá trời bông. Nó này chắc nó lâu năm lắm rồi nè, cái gốc của nó bự. Rồi đây một vàng bông giấy nè cả nhà. Mình thích nhất là bộ bông giấy này. Qua nó đẹp quá ta. Bộ bông giấy quá trời nó đẹp. Cái màu nó đẹp quá hả? Yeah. Bông giấy á, ở chỗ nóng nóng á, ở xứ nóng á, thì trồng được. Còn chỗ lạnh á, cả nhà biết sao không? Nó chấm mùa đông nó chết hết trơn rồi. Chỗ mình trồng không được. Thì nó lên một năm. Wow, cái màu nó đẹp ghê luôn á. Mình nó Ừ, cho xè. nó muốn trồng phải vô chậu rồi mùa đông đem cho nha. Chả là Mà vô nó như cũng nào. chết à. Nó wow, cái này nó đẹp. Cái màu của nó màu màu bông giấy màu Rồi màu kia một hồng. hàng á, năm nào. Wow, đẹp quá hả? Cả nhà thấy cái bông gì không? Đó, xương rồng thái. Cái cây này xương rồng thái cả nhà. Đó là bông bên năm. Cái này bông nó có bông quanh năm luôn. Cái bông của nó đẹp quá hả? Cái màu của nó đẹp ghê á. Đó, đây là cây bông sứ. Cây bông sứ này nó to khổng lồ luôn. Cây này chắc cũng lâu năm lắm rồi nè. Nó có cái bông màu hồng kìa. Nó có cái bông màu hồng luôn á. Cái cây này cây gì? Đinh Đinh lăng nè. Cái đinh lăng này thường sao ít thấy, ở Việt Nam thấy nhiều chứ hả, mà ở Mỹ thấy ít thấy á. lăng lá nhỏ. Thấy cũng ít thấy á. Quả này. Cái bông giấy trước rồi nó đẹp à. Wow, đây nè, cái này là cả nhà thấy cây kiển nè, cây bông sứ nè. Đây là cây kiển luôn á. Nhà ông ngoại thích trồng cây kiển lắm cả nhà. Ngoại chơi kiển dữ lắm. Chơi bông kiển không à. Cái cây bông giấy này, cái loại bông này nó khác nha. Giấy này nó chùm chùm hả? Nó dài, nó đứng. Có những nhiều loại đó. Wow. Nó đứng nó dài quá trời quá đất luôn cả nhà. Hôm nay mình xuống đây chơi vài ngày để mình quay cảnh cho cả nhà xem cho vui. Cùng Kim đi dạo cảnh cho vui nè. Hôm nay cảnh nhà mình đây. Hoa wow, bồng Lại kiển không. Để bữa nào chưa. Hoa wow, đó cái bông đây, cái chậu lan này cái nhà khác, cái chậu lan nó bự to đó. Ông ngoại thích trồng chậu nào chậu nấy nó bự vậy á. Còn cái đó cây, mới kêu cắt tỉa rồi ổn sùng. cái cây này là cây gì? Cái cây này cái gì đó mà nó bự quá. Ông nên nó sùng bây giờ cắt tới là
Rồi, video đến đây thì mình cũng đã xem, mình đi dạo một vòng cho cả nhà xem cho vui rồi. Video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video đây. Hẹn lại cả nhà video sau. Bye bye.